Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với showroom Xem Đam Mê có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương với số hotline của bên em là 0935 32 33 33. Ngày hôm nay thì showroom của bên em tiếp tục cập bến cho quý anh chị chúng ta cùng tham khảo với một mẫu sedan cao cấp đến từ một cái thương hiệu xe ô tô lớn nhất thế giới, đó chính là Volkswagen. Dù đây là một cái thương hiệu ô tô lớn nhất thế giới nhưng ở Việt Nam thì hơi tiếc một chút, chúng ta lại chỉ biết đến những cái thương hiệu con mà tập đoàn này sở hữu, ví dụ như là Lamborghini, Porsche hay Bentley hoặc là Audi. Vậy thì một chiếc sedan mà được phát triển cùng chung khung gầm với một chiếc Audi A6, nhưng mà đương nhiên là những sản phẩm của Volkswagen thì các bác có thể thấy nó sẽ có một cái mức giá rẻ hơn. Và dòng xe này ở Đức thì được mệnh danh là dòng xe quốc dân. Chính vì thế mà những sản phẩm mà mang thương hiệu Volkswagen thì nó tập trung về cái độ bền bỉ và lành tịnh. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc sedan cao cấp với rất nhiều tính năng công nghệ hiện đại, nhưng đặc biệt là lại bền bỉ và lành. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một cái mức giá thực sự vô cùng hấp dẫn, rẻ hơn một chiếc Altis, và nhưng đẳng cấp mà chiếc xe này mang tới cho các bác thì lại lớn hơn so với cả những chiếc Toyota Camry. Vậy thì trước mặt quý anh chị ngày hôm nay, showroom của em mang tới cho các bác chúng ta cùng tham khảo, đó là một mẫu Volkswagen Passat phiên bản Blue Motion, động cơ máy 1.8 FSI, sản xuất là năm 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2020. Xe một chủ duy nhất từ đầu. Và đương nhiên rồi, tất cả những sản phẩm mà Xe Đam Mê bán ra đều sẽ có cam kết cho các bác là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kinh ngập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các chúng ta có thể là dễ dàng sang tên chính chủ. Con này thì bao trích test chính hãng toàn quốc để các chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc Passat này. Vậy thì chi tiết của chiếc xe liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc sedan cao cấp của thương hiệu Đức hay không? Thì ngay bây giờ các bác hãy cùng em dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem nó sẽ mang tới cho chúng ta những giá trị như thế nào. Thì các bác có thể thấy là khác với các thương hiệu xe như là Audi hay là các thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Volkswagen, thì những sản phẩm mà mang thương hiệu chính hãng Volkswagen thì nó lại có một cái đường nét thiết kế đơn giản và tinh tế. Đấy, các anh chị có thể nhìn cho em nhé. Đầu tiên thì đó chính là cái hệ thống đèn pha của xe. Thì nó đã được trang bị chúng ta hệ thống đèn pha là full LED rồi. Và các bác có thể thấy chất lượng của một chiếc xe hàng tuyển thì đây, theo thời gian, nhưng mà các chi tiết của đèn pha của chiếc xe này nó vẫn còn trong suốt như pha lê, kể cả những cái thanh nan chrome ở phần đèn pha chiếc xe nhé. Và các bác nhìn cho em này, những đường mép này cực kỳ là liền lạc, không có một chút khe hở, kể cả phần thân xe và phần cản của chiếc xe này cũng vậy luôn các anh chị nhé. Đặc biệt là phía dưới chúng ta sẽ có cái phần đèn gầm đây. Thì các bác có thể nhìn cho em ạ, nó cũng còn trong suốt như pha lê. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu đó chính là cảm biến cảnh báo va chạm. Mặt cản ca lăng thì các bác có thể thấy là những chiếc xe của Volkswagen đặc trưng, đó chính là những cái thanh lan chrome và logo thương hiệu hai chữ V kép lồng vào nhau. Xe này thì đang mang biển thủ đô các chị nhá, một chủ từ đầu, biển khá là VIP. Nhưng mà đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải rút hồ sơ để trả lại biển số này cho chủ nhân cũ. Và các chị nhìn cho em này, các chi tiết của nó này, siêu mới luôn. Đó, hệ thống đèn full LED thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt. Và các bác nhìn cho em ạ, khi mới thì chiếc xe này chủ nhân cũ phải bỏ ra một cái mức giá cũng khá là đắt, nó cũng phải rơi vào suýt soát gần 2 tỷ. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta lại bỏ ra một cái số tiền rẻ hơn con số trên rất nhiều lần, nhưng các bác chúng ta đã có một chiếc xe thực sự chất lượng đẳng cấp. Đặc biệt là những chiếc xe Đức thì các bác thấy một điểm, đó chính là khung gầm rất chắc chắn, cảm giác lái đầm chắc và độ an toàn nó cao, nó khác biệt hoàn toàn so với các cái thương hiệu xe Hàn các chị nhá. Và đây ạ, các bác nhìn cho em cái độ và cái thiết kế của bộ la răng của xe này. Đấy, 5 chấu kép bằng rất thể thao, và cái độ chất của nó thì các bác nhìn cho em này, cái cụm phanh bên trong này nó còn trắng phau phau như mới tinh. Kích thước bộ la răng này nó lên tới 18 inch các chị nhá. Và lốp thì các chị có thể thấy là lốp nó vẫn liền đời theo xe, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là xi nhan tích hợp là một cái giải đèn LED ở trên gương chiếu hậu này. Và các bác nhìn cho em những đường mép của nó này, mép cánh cửa nhá. Đấy, nó phải thẳng và đều tăm tắp như kẻ chỉ từ trên xuống dưới như này. Đấy, vậy thì các chị chúng ta có thể là ngắm nhìn cho em tổng thể cái ngoại thất của chiếc Volkswagen Passat này. Toàn bộ viền cửa kính đều đẹp chrome rồi, rất là sang đúng không ạ? Đấy, bộ la răng thiết kế phải nói là giúp cho cái ngoại hình chiếc xe nó vừa thể thao vừa sang trọng, và màu đen là màu của quyền lực đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục phần đuôi về sau thì các anh chị chúng ta có thể thấy giúp em nhé, cái phần cốp sau nó sẽ hơi nhô lên tạo cảm giác giống như là một cái đuôi gió vậy.
Phần đèn hậu phía sau thì cũng được trang bị là full LED mà các bác nhìn cho em này. Đây ạ, dù em quay giữa trời nắng nhưng các bác có thể thấy là cái ánh đèn của chiếc xe nó rực rỡ như ban ngày luôn các bác. Và các chị nhìn cho em xung quanh cái viền đèn nhé, cũng không một khe hở. Đó, phiên bản này nó được trang bị công nghệ xanh Blue Motion TSI, giúp chiếc xe vận hành một cách rất mượt mà, êm ái mà lại còn vô cùng tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Các chị nhìn cho em phần đuôi phía sau của xe này. Đó, và một chiếc Passat, một chiếc sedan khá là cao cấp của thương hiệu Volkswagen. Và các chị nhìn cho em đây, các chi tiết của nó này. Đấy, những đường mép này. Đương nhiên là phía sau chúng ta sẽ có cảm biến cảnh báo va chạm. Đặc biệt là chiếc xe này nó được trang bị chúng ta với bộ kép thể thao. Đó, các bác thấy lỗ chất chưa? Một cái mà rất là nhiều anh chị chúng ta sẽ thắc mắc là mở cốp xe này nó như nào ấy. Thì đây, chúng ta hãy ấn vào cái logo này. Đó, thì cốp xe sẽ tự động mở ra nhé. Và cái này nó tích hợp cả cái cam lùi này. Đấy, cam lùi bên trong này các bác anh chị này. Đó, rất là hay, đúng không ạ? Và đây, quay cho các bác chúng ta với cái không gian cốp thì bên trong các bác có thể thấy là rất là rộng. Con này là sơ cua chưa hạ nhá. Các chị nhìn cho em này, khoang cốp cực kỳ rộng và độ mới của nó thì các bác nhìn cho em. Các chi tiết. Đây, thì nhựa hay là cái nỉ cốp bên trong các bác nhìn cho em này. Không tí bám bẩn là luôn nhá. Đó, vào đây. Đấy, mở cho bác này, đồ đạc kích thay thế này, nguyên bản và lốp dự phòng các chị nhìn cho em này, nguyên vạch sơn nhá. Và quan trọng nhất thì đó là cái tôn sassi các bác nhìn này. Không một tí hàn mục, đúng không ạ? Vì đương nhiên những dòng xe này nó cũng làm bằng hợp kim. Đấy, nó giống như là khung gầm trên những chiếc Audi vậy. Nên là các bác có thể thấy là nó rất là bền bỉ theo thời gian. Keo chỉ zin nhé. Đấy, các bác đây, đây chúng ta sẽ có một cái thanh phản quang này để các bác chúng ta có thể cảnh báo cho người đi đường trong cái trường hợp mà xe gặp sự cố. Ok chưa ạ? Đó, đó là cái phần đuôi phía sau của chiếc sedan cao cấp này. Các anh chị có thể ngắm nhìn nó giúp em. Hoàn hảo, đúng không ạ? Sơn si bên ngoài thì cái này là xe chưa kịp đánh bóng nhé. Vâng, chắc là chỉ cần đánh bóng qua thôi thì các bác sẽ thấy nó lại căng đét luôn. Vậy thì bây giờ để giúp các chị chúng ta có thể đánh giá được chi tiết chất lượng chiếc xe hơn thì em sẽ mở cửa và chúng ta cùng khám phá cái nội thất bên trong của chiếc Volkswagen này. Vâng, đây là cái nội thất bên trong của chiếc Passat. Thì các bác có thể thấy là cái phần nội thất của chiếc xe này thì nó có một chút mang hơi hướng của những chiếc Audi A6, đúng không ạ? Và đầu tiên thì các anh chúng ta sẽ có vô lăng thể thao vắt đáy này. Trên này chúng ta sẽ có tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ lim nhé, tăng giảm âm lượng. Bên này thì các bác chúng ta sẽ có điều khiển giọng nói, nghe thoại rảnh tay này, các chi tiết nhựa bóng piano. Đấy, vô lăng bọc da cao cấp và cầm nắm cực kỳ chắc chắn. Kể cả cụm đồng hồ của chiếc xe này thì các anh chị chúng ta có thể thấy là nó cũng giống với cả ở trên những chiếc Audi. Và đặc biệt thì các anh chị có thể thấy độ cao cấp của chiếc xe này, các chi tiết hợp kim nhôm này, họ xử lý với các cái chi tiết vân phải nói rất là sang. Trên này chúng ta có là nhựa mềm nhé, khi chúng ta ấn vào có độ lõm, cái điều này nó sẽ giúp giảm thiểu tiếng ồn vọng vào bên trong không gian nội thất của xe. Đấy, và các bác ở đây sẽ có một cái màn hình này, có một cái đồng hồ cơ này. Đấy, và các chị nhìn cho em này, các chi tiết của chiếc xe này theo thời gian, nhưng mà phải nói là nó thực sự còn rất là đẹp. Xe được trang bị chúng ta với hệ thống điều hòa của nó là hai vùng độc lập. Đấy, cần số bọc da cao cấp. Đấy, chúng ta có đề nổ start stop, chế độ tự động dừng đỗ khi mà các chị chúng ta tự động tắt máy khi mà các chị chúng ta dừng đỗ trên 3 giây. Và đương nhiên rồi, phanh tay điện tử và auto hold. Đó, và các bác có thể thấy này, xe được trang bị với nội thất ghế da bò cao cấp. Đấy, và cái ghế này các bác sờ vào cảm giác rất là mềm. Đấy, các chị ngồi vào êm cực kỳ luôn. Đấy, ghế lái chỉnh điện nhé, và ghế phụ cũng chỉnh điện, và riêng ghế lái chúng ta sẽ có nhớ hai vị trí ghế. Đó, các bác có thể quan sát giùm em này. Đó, ghế của nó cực kỳ đẹp và sang. Và độ zin thì đây. Đấy, từ ngọn ốc bản lề nhá, từ cái chốt khóa các bác nhìn giùm em nó có ánh bảy màu này, tất cả tem mác của xe này. Đấy, đây các bác nhìn giùm em này. Cái dòng này là dòng nhập khẩu nguyên trước, được chưa ạ? Chứ không phải lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Và các bác có thể nhìn giùm em chi tiết bản lề nhá. Nguyên zin nguyên bản, rất chắc chắn, đúng không ạ? Tapi cánh cửa thì các chị chúng ta có thể thấy cũng rất là cao cấp với các cái chi tiết họ đây là hợp kim nhôm này. Đấy, tay nắm cửa màu ghi bạc xung quanh viền loa thì ta cũng có thể thấy là được trang trí bằng hợp kim nhôm, được chưa ạ? Tay nắm cửa bọc da cao cấp nhá, cầm nắm rất là chắc tay này. Đấy, gương kính chỉnh điện và có gập gương. Và các bác nhìn cho em này, cái độ mới của xe này. Đấy, keo chỉ thì đương nhiên là cam kết với các bác không mất 1 cm nào, được chưa ạ? Đó, nội thất bên trong xe phải nói là còn rất là đẹp đây, đặc trưng chỉnh đèn của xe Đức. Đấy, đèn auto rồi. Đó, rất là ok. Vậy thì tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai. Thì các bác có thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc xe này nó mang tới cho các bác nhá. Và như em nói thì chiếc xe này nó giống như là một chiếc A6 vậy. Nó chỉ khác biệt về bố trí nội thất thôi. Đấy, nên các bác có thể thấy đây, cái không gian nội thất của xe rất là rộng. Phía sau chúng ta sẽ có một vùng điều hòa thứ ba nhá. Đây, các anh chị có thể chỉnh nhiệt độ ở phía sau này và có cửa gió điều hòa. Và chất lượng ghế da thì các bác có thể thấy này, cái da cao cấp thì chúng ta thấy là theo thời gian nó cũng còn giữ được cái độ đẹp và ngồi vào cảm giác nó êm, chứ nó không giống như là da công nghiệp.
đúng không ạ? Đấy, chất trượt. Vâng. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ chốt khóa, các bác nhìn giùm em này. Đây, tapi cánh cửa nhá. Siêu đẹp luôn và nó còn căng đét. Đúng không ạ? Còn căng đét các anh chị nhá. Đây các bác nhìn giùm em này. Bao zin toàn tập cho anh chị. Với chiếc xe này thì chúng ta hoàn toàn vẫn có quyền là đem đi check test chính hãng nhá. Và đây, một chiếc xe Đức, như các bác có thể nhìn cho em cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe này nhá. 7,49 lít xăng cho 100 km hỗn hợp của đường ngoài đô thị. Chiếc xe này ăn có 6,53 lít xăng thôi. Nó chỉ ngang với cả những chiếc sedan hạng C đến từ các thương hiệu Hàn thôi, đúng không các bác? Anh chị nhìn cho em độ đẹp của nó này. Phải nói là đẳng cấp. Và chất thì các bác nhìn cho em này, các chi tiết và các cái chi tiết của xe này rất cao cấp các bác nhá, rất là cao cấp. Đấy, ghế này, các bác nhìn này, má ghế nó còn căng đét như này. Đấy, từ chốt khóa bằng hợp kim, được chưa ạ? Và đây, tiếp tục thì các anh chị chúng ta có thể nhìn cho em nhé, cái bản tapi cánh cửa này. Đó, nguyên zin nguyên bản hết nhé. Bao check test thoải mái luôn để các anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, ghế phụ cũng là chỉnh điện luôn các bác này. Đấy, và các anh chị nhìn cho em này, các chi tiết của xe, không chê vào được nhé. Vâng, và thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Passat. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe thì em sẽ quay cho các anh chị chúng ta cái khoang động cơ. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ máy 1.8 TSI của chiếc Volkswagen Passat nhé. Các bác nhìn xem tất cả tình trạng là bao zin nguyên bản cho anh chị này. Từ cái chân máy này, đấy, các bác nhìn xem cái chi tiết của nó mới chưa. Đấy, căng đét luôn nhá. Căn này thì các bác có thể là đem đi check test thoải mái này. Tem mác đầy đủ này. Đấy, cái phần đầu răng các bác anh chị nhìn xem này. Thanh răng của nó này, to chưa. Đấy, an toàn đúng không ạ, từ nốc nhá. Hay là từ cái nỉ, cách âm này. Các bác thấy này, nó còn mới tinh luôn. Đấy, các chi tiết các bác có thể thấy theo thời gian. Nhưng mà thực sự là chiếc xe này phải nói là xuất sắc. Đấy, bao zin hết nhé. Các bác có thể là đem đi check test thoải mái để có thể là yên tâm về chất lượng xe này. Và vậy thì trên đây là chất lượng của chiếc sedan cao cấp đến từ thương hiệu Volkswagen. Một chiếc Passat đời 2018, đăng ký lăn bánh lần đầu 2020, xe một chủ từ đầu. Và giá tiền thì chiếc xe này là bên em đang chào bán ra cho các anh chị chúng ta với một con số dưới 800. Anh chị nào thực sự yêu mến và quan tâm tới chiếc Passat này thì em mời các anh chị chúng ta hãy liên hệ trực tiếp cho bác Phúc theo hotline là 0935 32333 hoặc 0969 28 999 để bên em hỗ trợ và tư vấn với các thủ tục mua bán sang tên đối chủ hay là vận chuyển chiếc xe này đi đến mọi miền tổ quốc. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị đã dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Và để giúp các anh chị chúng ta đánh giá được cái tổng thể chất lượng chiếc xe một cách hoàn toàn diện nhất thì bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em chuyển xuống phần gầm của chiếc xe này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá phần gầm của chiếc Passat này. Làm thật vẫn hơn các bạn, khó nào nói thế thôi. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải công khai về cái chất lượng. Vậy thì xe mà đam mê thì khẳng định những dòng xe chất. Còn đương nhiên điều lọ tiếng khi ở xã hội thì quyền người ta thôi. Nhưng em sẽ làm như thế này này các bác này. Máy nhá, từ con ốc này, không thao vặn nhé. Đây này, quay từ con ốc chi tiết. Nhiều người bảo tôi nói nhiều quá. Đây, chúng tôi quay xe như thế này sẽ mang lại cái giá trị cho các bác, bảo vệ quyền lợi cho anh chị thôi. Các bác nhìn cộng máy này, tất cả từng con ốc trên ốc máy này, đây này, đấy. Đây này, đấy, tất cả là zin hết nhá, máy nó khô, đây này, các bác nhìn này, khô ráo, đấy, zin nguyên bản thì các bác không sợ bị bỏ máy thì không sợ bỏ máy rồi thì không sợ bị ngập nước, đấy, ngập nước thì bắt đầu bỏ máy nhá, đấy, đây này, đấy, được chưa? Từ các te này zin hết, zin hết này, các bác nhá, quay này, máy này, các bác nhìn cho em cũng máy này, khác cái máy mới đâu, đây này. Đây nhá. Đấy, dù phần gập là phần tiếp xúc mặt đường nó mãm bám nhưng đây. Đấy, chuẩn chưa các bác? Đấy, các bác ngắm lại một chút nhá. Máy rất đã luôn. Vật liệu của xe Đức thì nó cao cấp ở cái giai đoạn là nói chung là nó làm toàn bộ hợp kim. Thì các bác nhìn tất cả là hợp kim thì nó không bị xuống cấp qua thời gian, các bác có thể thấy là nó không bị ảnh hưởng do cái thời tiết hoặc cái môi trường, có nghĩa là không han, nó chịu đựng được. Đấy là cái vật liệu tốt, đây này. Đấy, từ càng A này. Zin nhất từ con ốc này, chưa bao giờ thay càng A bao giờ, hoặc vặn càng A. Đây, cổ phanh này, tất cả đây là hợp kim và ốc này. Còn mới như thế này, mới như thế này, đây các bác này, rô tim này, rất mới luôn. Đây cầu trước nhá, cầu trước này, thì đó, đó là một chi tiết. Và chi tiết thứ hai thì đây, tất cả chân ốc, tất cả từ con ốc là zin hết, ốc gầm, ốc bể đây các bác này. Đấy, được chưa? Và tôi cố quay đầu ra xi cho các bác này. Đây cái đầu taxi này các bác nhé, để tránh cái đâm va nhé. Đây là cái thanh đỡ đứng này, cũng chuẩn men luôn nhé. Đây này. Đấy, thì không sợ bị đâm va nhé. Chân đỡ ghét nước này, chuẩn thì các bác ở xa định hình được luôn. Mua xe thì không cần đến nơi là như này. Đấy, taxi nhé. Đấy, taxi này. Đấy, chuẩn chưa các bác? Quay cho các bác từng chi tiết luôn. Này, những thanh đứng này.
Đấy. Cô đê này. Chuẩn hết nhé. Vậy thì chúng ta đi xuống phần gầm. Thì những cái tấm bảo vệ gầm là nhựa là nguyên bản, không có vết xước, không vỡ, không chảy. Có nghĩa là nó không bao giờ bị quẹt gầm và va chạm gầm. Đây ạ. Đó, và chúng ta đi vào phần vật liệu tiếp theo, đó là những cái phần bô. Tại sao mà nó trắng sáng như này thì cũng xin thưa anh chị là nó là những cái vật liệu mà chịu được cái nhiệt độ nóng. Đấy, mà không bị han, chẳng hạn như thép trắng hoặc là inox cao cấp. Đây, các bác nhìn này. Thì cái bô của nó và cái vật liệu xe như này mà xe khẳng định nó chạy ít thì nó giữ được như này. Bô. Đấy. Và đây là cái bình xăng, đây cũng không có dấu hiệu là bẹp méo hoặc cọ quẹt gì cả. Đúng không ạ? Và đây là phần bô tiếp theo này, cái bô này có rất nhiều làn bô này. Đấy, để nó lọc tốt hơn, ra khi thải tốt hơn mà từ con ốc này. Còn xanh nẹt hết nhá. Đây nhá, gầm bệ này. Đấy, vật liệu này. Đấy, càng này. Đây, quay cho các bác nhé. Những cái tem nó còn hết này. Đấy. Xe này lăn bánh lần đầu 2020. Đấy, và ở đây thì nó kín hết này, những cái dựa nhựa này. Cũng không vết xước này, cái nhựa này. Đấy, và bô này. Thì cái đầu taxi tôi cũng mong muốn quay cả hai đầu nhưng ở đây nó chỉ hở một đầu, còn cái đầu kia thì nó kín hết rồi này các bác này. Thì đây nó hở duy nhất một đầu taxi để quay cho các bác luôn nhé. Đây đầu taxi zin nhé, nguyên bản nhé. Đấy, nguyên bản này. Cổ bô đây, đầu taxi đây, từ cái rằng sau này. Là chuẩn 100% nhé, không có va chạm nhé. Cam kết các bác luôn. Đấy, thì đó. Còn nhiều người thì mỗi người một ý. Mà nhiều người vào thì thậm chí là nói xấu luôn các bác ạ. Quay như này rồi vẫn nói xấu, bởi vì người ta là đối thủ của tôi. Người ta là đối thủ của tôi, người ta không mong muốn cho tôi tốt. Đấy, thì thậm chí là người ta rất là mong muốn mình dính phốt hoặc làm cái gì đó không nói xấu mình, bôi nhỏ mình. Thì đây, thì tôi cũng cố gắng làm như này công tâm. Đó, cảm ơn các bác rất nhiều nhé.